Xin chào tất cả các bạn. Có một món đặc sản của miền Trung mà khi nhắc đến mình cực kỳ thèm, đó là mực nhảy Vũng Áng. Bây giờ mời các bạn đi theo mình ăn mực nhảy Vũng Áng nha. Xin chào tất cả mọi người, mình đang ở biển Kỳ Ninh của Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Trước khi ăn mực nhảy thì mời các bạn tham quan biển Kỳ Ninh. Mình đi lệch dịp lễ cho nên là cũng có người tắm đây này, nhưng mà không phải chen chúc, mát lắm, vui. Ai đây? Chị Đào. Ai đó? Chị Đào cộng em bé. Đi ra lội chán chê rồi mới đi tắm. Vui lắm. Sóng này. Đây. Chụp ảnh rồi á. Quay phim lội chán này đã. Người đám à, Sơn này. Ở đây quay phim thế. Bao hết cả. Nhà mình bao hết cả cái vùng biển này. Đây là Sơn Cu Teo. Cu hơi teo một tí. Đây là cu. Cu này tên là gì nhỉ? Cu Hiếu. Rồi chỉ biết ai, chỉ biết Cu Hiếu. Đang mà em thấy là đang khoa. Đúng rồi, đang khoa Cu Hiếu. Đây là không quen nhỉ? Nhà mình đâu hết rồi? Nhà mình đứng trong bờ kia hết à? Kia mọi người đang đứng ở kia. Bơi sướng nhỉ? Hôm qua đi muộn không bơi à? Có ngay của anh nào bơi. Lạnh nhờ, đi muộn lạnh nhờ. Bây giờ bơi đẹp này. Mọi người đang chụp ảnh ở kia. Ôi, mới quay được 1 phút 5 năm mà mỏi tay đấy. Ra ngoài này sóng đánh tụt máy ảnh. Rồi, bây giờ mời các bạn đi ăn mực nhảy nhá. Sau khi tắm mát rồi mình mới phát hiện ra là mực nhảy là không phải ở Kỳ Ninh. Ở Kỳ Ninh chỉ có mực ấy thôi. Ăn cũng ăn mực mực rồi nhưng nó không nhảy. Thì bây giờ phải vào bè nổi. Bè nổi của Vũng Áng thì mới có mực nhảy, tức là ở đấy có các nhà bè người ta có mực nhảy vẫn còn sống nguyên. Thì bây giờ mình đi nhá. Ở đây cho đào người rồi. Xin mời các bạn đến với mực nhảy nhảy cao mà chẳng có quán nào bán nhảy thấp cả. Ông ạ. Biển Vũng Áng đây. Phát trực tiếp sao? Quá đẹp luôn, ở dưới này có bãi đá đẹp nhờ. Hay thế. Kéo ngã nhá. Đẹp rồi. Say xe. Bà Liên cũng say xe. Cứ gọi chị Đào, nhưng mà chị Đào ngồi đấy thì chịu. Tháng ơi. Đâu, từ từ. Tối chờ chị lên nhá. Tối chở chị lên á? Thế bà Liên có ấy chưa? Tối em chở lên. Tối chở 3, 4, 3 cháu lên. Từ từ đã. Các cái gì thì mới đi vặt cho đây. Nếu có một đoàn chẳng biệt mấy người cả cháu có. Mày. Chạy thủ dưới lông mà quay một nhà đi. Đi đường nào ạ? Vâng. Đây cháu quay tí, đang khoái cái quay cái mực nhảy đấy. Đi đây xuống được thầy. Cái này là phải nuôi nó ở ngoài lồng ngoài này à? Đúng rồi, nước. Vâng. Đây nuôi lồng ở dưới này đây. Của nhà mình đây gì ạ? Vâng. Ôi. Xuống đi trước, bác đi trước.
nuôi nước biển tự nhiên nó mới sống. Ôi. Đây. À. Nó đang bê đấy. Khéo mà. Kéo vào ủng xuống đây. Vật siêu đấy. Vỏ đấy. Đây, cả đàn mực đây. Những cái con trắng trắng này bé hơn những cái con đỏ đỏ kìa. À, nó giống nhau rồi, có cái nó đổi màu này qua màu kia rồi. À, nó đổi màu này. Vâng. Đâu, cảm dạ. Sau lưng đây, quay cảm sau lưng đây. À, đây, đây, có. Đây, con này là cá mú à? À. Cái này người ta bắt như nào hả bác? À, người ta câu. À, câu mực sống. Rồi. Mà đi đây không là... Em đi theo cái này chứ đừng đọc cái này lúc kia thì em đi không quen luôn. Đi theo cái ván gì ạ? Vâng. Ùm một phát thôi. Đây, bên đây, bên đây. À, vâng, bên đây chứ. Cái này có chắc không nhỉ? Không gãy đâu. Bên kia là của nhà họ chứ? Ừ, bên kia là nhà họ. Đây, đây, chỗ này nhiều này. Đừng chết ạ! Cẩn thận nhá! Không xuống được đâu. Ui! Đẹp quá! Đây này, mực bơi nguyên. Tí nhiều á. Vâng, 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 vâng. Tí nữa vớt lên trông nó còn thích nữa. Chính hiệu Vũng Áng. Đẹp quá. Đây em quay tí rồi. Bắt đầu vớt vớt mực nhảy nhá. Ui, càn đàn nó chạy lung tung thế này. À, bắt được rồi. Ôi, nhảy. À, nó phụt mực cái chứ nhỉ? Nó phụt nước cái chứ nhỉ? Ôi mày, cái phân bắn cái đén này rá đó. Em ấy để cất lên nha, rồi mới sai chứ rồi. Đấy, vừa vừa thôi, vừa vừa ăn mực xong mà. Đi không không ăn hết được đâu. Ăn rồi không? Ăn mực đi. Cái gì? Quan trọng nó bắn đấy. À, đen đến cả chân đấy. Nó bắn mực đấy. Đen đến cả máy rồi. Ai bảo đứng gần. Quá hay. Chị Thanh đầy chân. Ấy. Con này ác, con này bắn ác nhờ. Bắn mực đến cho cả ngươi cả mực đó. Trời ơi, bẩn hết rồi muốn nữa. Em ơi. Cá này nó sáng, quay là cá này. Đi lên màu anh bột. Đây, cá quá đẹp. Xây xe ở nhà rồi, cả thuốc lào ở nhà rồi. Thận ngã nha. Đó. Cá đây, cá mú đây. Thả con nhỏ xuống bắt cá to. Không lên này em. Vẫn quay tiếp à? Ờ thôi. Đằng nào chả ấy, quay tiếp ở đây đi. Đàn mực này đẹp nhỉ. Đấy, nó đang mơi. Giờ mình lên xem mực nhảy nó nhảy. Đâu rồi? Đây. Lên đây nó chả nhảy nhá, gì mấy nữa nhỉ? Ui đập con cá. Đây cân sói à? Đâu à? Trời ơi! Vâng. Đưa đây bò đây cân cá cho con. Bò đây cân cá. Bò đây cân cá. Bò hân ra. Hân ra bén vô đây ra đi. Con cá mú này làm kiểu gì ạ? Phải chi tiêu đấy. Hân ra bén vô đây. Vâng. Giờ nén ra con bọc vô. Ôi qua đằng nào. Đi luôn cả một cái váy của. Không, về nhà cắt bằng xà phòng cất tẩy.
mực bắn. Dê bò không thích lớn. Dê bò không tẩy mà tẩy. Được gì ạ? Con này con này mấy con một cân ạ? Giá bao nhiêu ạ? Giá bao nhiêu ạ? Đây là hùm tre nhỉ? Hùm nhưng có nhiều loại, đây là tôm hùm tre. Đây nhá, bắt phải bắt lưng nó đúng không? À cầm dâu. Ôi, nó mạnh lắm. Sao mà nó đã ấy rồi ấy? Sao đâu, thoải mái. Bắt tôm lên đánh nhiều không? Dậy này. Ui, dậy khỏe nhỉ. Ui. Tôm hùm đấy. Tôm hùm khoảng 3-4 lạng. 1,2 triệu một cân. Đang bơi, con tôm hùm tre này ăn thịt ngọt nhiều thịt. Quang ơi, Quang. Quang ơi, con này rồi thả là người lớn đấy. Yeah. Để xem làm. Đâu? Anh vừa làm mực vừa làm cá luôn. Đập cái vật kéo này đó. À. Con này đánh vảy theo kiểu chém 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 này à? Thế cái này đánh mốt đi. À đằng kia đúng không? Chắc không phải. Nó khỏe lắm. Thôi kệ nó đi. Con cá này hay. Mấy con này đều câu hết này. Đi lưới. Dạ. Câu được rồi nha, câu. Câu thì nó vẫn sống nguyên chứ nhỉ? Sống nguyên nhưng lưới nó chết. Lưới nó chết. Thôi quay làm gì? Thả nó xuống cho nó sống nó lại chết mất. Đây. Là tôm hùm đây, đã đi ra biển để ngắm con tôm hùm này đây. Mực nhảy, ngắm mãi mực nhảy đây. Đây em bắt con tôm nhỏ. Ôi. Ui giời ơi, có hai cô gái ra đây. Tự sướng. À trực tiếp ở đằng kia. Đây là quay. Bãi đá này. Nước biển trong vắt. Cảm giác bây giờ gió nhiều nên nó hơi lạnh lạnh. Đó. Bãi đá rất đẹp. Bãi đá này người ta đổ đá ở trên kia người ta đổ ra đây. Đây khắp các khắp đây là một dãy các loại bè quán. Vâng, quán mực nhảy này quá thích luôn. Hỏi về rồi viện thuế ao pháo chứ là lấy ao pháo chứ là đá ngoài pháo. Lần đầu này có là nóng ăn thôi mà hãy quá rồi. Vâng ạ. Vâng. Cái biển đó là được. Vâng, xin. Ba mẹ ăn kìa. Vâng. Mực vừa bơi mà đã bơi vào đây rồi. Hết pin. Ô. Xin mời tất cả mọi người. Vâng. Ngồi xuống. Rồi. Xin mời mượn nha. Cô xin vào đây đi. Chơi cả nhà nha. Mời cả nhà ăn cơm. Đây là mực nhảy, nó vừa bơi ở dưới kia xong bây giờ mình đã mang lên hấp xong này. Chấm với quần với lá lốt. Quần với lá lốt đúng không? Ừ. Nhưng mà thôi cháu lại ăn không. Còn lá lốt và chấm với xì rau cô ta. Đây đấy. Thì là cả rá là cho mưa xin lại nhá. Để mưa chụp cả mưa đắng nhá. Tay cầm này khó cuốn rồi cứ để vào. Để lá lốt vào
mấy con mực đấy. Bây giờ chấm xì dầu mù tạt wasabi hoặc là chấm nước mắm tỏi. Rồi này, đó chưa? Mực nhảy ăn đã. Giòn hơn. Vâng, giòn tươi ngọt hơn. Vâng. Cái mực đông cặp đông á. Cặp đông là ngoài vừa. Cặp đông thì ngoài cháu cũng có. Vâng. Quá ngon. Thế mà ăn cái to đi. Ôi con ngà con đại trưởng kiểu. Ôi con bên cạnh thì đúng là cái dâu của nó ấy. Con bích chuông. Cọc cọc mỗi ngày một con ăn luôn à. Xem ai ăn hết trước. Dù con này rất to nhất. To nhất rồi. Đăng khoa đi, phải đăng khoa. Ăn đi. Rồi nhấn lên nhá. Ok. Được được, ok, đơn giản. Đây này. Tối về. Nào nhỉ, cho vừa vừa này ông này. Cho nhiều quá ăn lại ngửi lên. Đấy. Để lắm, chấm này tí nữa. Cháu thua con mực này luôn đấy. Bây giờ dằm. Bây giờ nó đen như này thì ăn kiểu gì? Có ăn được má. Không nhỉ. Cắn đuôi thì mà to quá đấy, cắn đuôi. Không phải, cắn thì cắn được rồi, nhưng mà ở trong này nó có cái túi mực này. Anh em cắt nhắm cái túi mực của nó. Cắt chúng mà bây giờ. Ôi. Này kéo để cái bát này để chấm bút rồi viết nào ấy. Đen. Ôi cháu em mông đang gấu bây giờ. Con này là con mực to lúc nãy mà cắt ra. Mực quá. Ôi bây giờ nó đen hết cả bát luôn này. Miệng này. Lấy gì để chim bạc em. Này. Này. Đi ra không? Mực này chui không ra nữa đây này. Ôi trời ơi. Thôi để đấy làm dấu. Con này đen nhất à. Này còn thế. À nữa mồm đen như mồm mình không. Mồm nhà đó. Quay đồ mâm chút hàng với. Quay đây. Đây này. Phải nói là hôm nay là đúng đang ăn mực đây. Bây giờ quay vào đây không biết là miếng như nào đây. Cái mực này. Đây bé Thanh này. Không thể chùi được bé, luôn. Bé Thanh gặp bên cho bé Thanh đi. Trời ơi. Chấm thêm ít. Này cho nó đen hẳn luôn. Đen nhánh luôn. Trời ơi cơm chảy ngon chưa. Sáng ơi cơm chảy sáng ơi. Cái gì hả chị? À nước mắm chấm cơm cháy à? Ui. Cơm cháy chấm thế này. Ngoài ơi cơm cháy rồi. Đưa đôi mưa được bò má. Thưởng thức. Được không? Mà bây giờ mà bỏ cơm cháy vào trong này là thành cơm cháy đen. Bát những mực đấy. Kéo phải đi kiếm cái. Phải đi kiếm cái bát khác không? Mấy bát cơm cá này. Ăn mực cái bát. Giới thiệu cho các bạn đây là cá mù nấu dưa à? Hấp dưa cá om dưa ngon lắm đấy. Tại sao có con lăng đồ đấy nhỉ? Om dưa là cái dưa hấu nó non cái đó nhỉ? Dưa này nhà không phải dưa hấu đâu. Cái gì có chỉ có. Cái dưa này chua ngon. Tao bảo ngoài Bắc không có món này, từ Nghệ An trở ra là không có món cá.
sao bao giờ ôm dưa này đâu? Ôm dưa này rất là hay luôn. Em biệt về bay nên em mới gói đấy. Vâng. Sài Gòn cũng không có. Chỉ có ở đây mới có cái này thôi. À. Con cá mú này là con lúc nãy đây, vẫn đang bơi tung tăng đập một phát đơ luôn. Đáng lắm. Dạ. Vâng. Mày ăn cái món gì mà ngoài Bắc nó không có. Mày vào đây mày ăn chứ đừng tìm lạ gì ạ. Đấy. Mày còn đặc sản của Hà Tĩnh. Trang ngân bè nổi mộng tìm cảng hồ áo kỳ loại thì anh là tình hình điện thoại 1 x 6 600 cảng hồ 7 7 đem 2 coca 6 cảnh tan hoang sau khi mình chén xỉa răng. Ôi thôi đĩa đấy lại còn toàn mực nữa chứ. Đây này, ăn xong là cái bát nước chấm cũng đen xì. Thôi lao đầu không lao quá. Nhảy hậu thìn, một nhảy chính hiệu, một nhảy nhà hàng anh tiến, một nhảy tung mua cá ghẹ đấy. Đến vụ án là mình vào cái nhà cuối cùng, một nhảy thanh nhàn, nhảy một nhảy lại nhảy cao, một nhảy hiếu nghị, một nhảy tung cua cá ghẹ, nhà hàng anh thọ. Dãy đây là toàn các nhà bè ấy. Trường vẽ anh thuần thì đây nữa, diệt thanh nhiều lắm, hùng xuân mực nhảy đàn tuyết thoàn liên, tức là mực nhảy thì là nó ấy chứ tôm cua cá ghẹ là người ta cũng mua lại của người câu sống nguyên, nuôi bè nuôi lồng này. Lại còn mực nhảy Xuân Hinh, Tuấn Thọ, Vân Vân và Mây Mây. Đấy. Xin chào Vũng Áng, chúng tôi đi về Hà Nội thôi.